Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau 3 ngày mưa lớn hàng trăm mm, đến ngày hôm nay thì nhiều nơi ở Đắk Nông vẫn đang ngập úng. Có khoảng hơn 100 căn nhà thuộc thành phố Gia Nghĩa, huyện Tuy Đức, huyện Đắk Cờ Long hay là huyện Đắk Song bị ngập từ nửa mét cho đến 1,5 m. Các hộ gia đình thì buộc phải di rời đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng tàn phá nhiều diện tích hoa màu, cây trồng và đường xá giao thông. Đến nay thì có một người vẫn đang bị mất tích do bị lũ cuốn trôi. Dự báo trong 2 ngày tới thì mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở Đắk Nông, nhiều nơi khác thuộc khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có những điểm lượng mưa vượt 70 mm. Mưa xuống sẽ khiến nước ở các vùng trũng đang ngập rút chậm, còn những vùng đồi núi thì vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá nguy hiểm. Do mưa nhiều nên cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai vẫn sẽ có thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất các thành phố ở khu vực Tây Nguyên sẽ không quá 27 độ. Lui xuống thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác khu vực Nam Bộ trong khoảng 30 đến 32 độ. Từ Đồng Hới đến Phan Thiết, dự báo cũng có mưa trong đêm nay và chiều tối mai, cục bộ có nơi mưa lớn. Còn buổi sáng và trưa mai thì trời vẫn sẽ có nắng ở khắp các thành phố, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dự báo trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 30 đến 60 mm. Cục bộ có những điểm mưa rất lớn, lượng mưa có thể vượt 100 mm. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi hay là hiện tượng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có mưa rông rải rác, cần đề phòng với gió giật mạnh hay là hiện tượng lốc xoáy nguy hiểm. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 5, riêng ở khu vực phía Bắc gió có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.